Hello, xin chào tất cả các bạn nhá. Hôm nay thì mình sẽ vào đập hòm cái khẩu M41 Bonbis. Hôm nay thì nó chính thức bán M41 Bonbis thông qua phương thức là đập rương như thế này. Thì khi mà mở rương như thế này thì sẽ xảy ra hai trường hợp, một là nở hoa, hai là mở tiếp. người may mắn nhất sẽ sở hữu cây M41 Bonbis vĩnh viễn. Cây này là vĩnh viễn, nó bán chính thức nhá. Thì nó hiện tại nó đã bị lỗi. Khi mà các bạn mua một cái hòm thì nó sẽ biến mất luôn. Thì để mình mua cho các bạn xem. Đấy, mình mua hiện tại là 28 hòm rồi. Hòm này nữa là 29. Và anh em thấy không ạ? Nó sẽ biến mất. Khi mà các bạn mua như thế này là nó biến mất thì anh em vào một trận. Đấy, vào ngẫu nhiên một trận gì đấy cũng được. Thì xong thoát ra thì các bạn sẽ cái gì này? Loát lâu ấy. Thoát ra thì nó sẽ loát lại cho các bạn. Hoặc các bạn tắt game vào lại thì nó cũng có thể loát lại cho các bạn. Có hòm ngay. Rồi mình đã phải vào tắt đi, mình phải vào như thế này và thoát ra đến tận 29 lần rồi. Đây là lần thứ 30. Quá là dã man anh em ạ. Muốn ăn thì phải bắt cầu kiều. Ôi thơm chưa này. Đấy các bạn thấy chưa? Rồi, như thế thì nó đã mất rồi. Và chúng ta sẽ cùng vào đập hòm thôi. Khốn nạn VL. Tự dưng lại bị lỗi như thế, bố thằng nào chịu được. Rồi, đây là cái thanh niên này đã đi AI và kiếm cho mình rất là nhiều đồ dã man. Cái thanh niên này như là đi kiếm bao tay Titan nhưng lại được 40 mảnh rồi không đi nữa. Rồi, thánh của năm. Thánh đi AI. Lười. Rồi, hòm rồi. Đây, đây là cái hòm. Hòm rương M41 Bonbis. Và mở ra thì chúng ta sẽ hên xui nhận được M41 Bonbis vĩnh viễn. Thì nó đặt hai dòng chữ là may mắn đây rồi, nên dĩ nhiên là xác suất là nó sẽ không biết là nó sẽ như nào đây. Thì sẽ đập thử vài hòm xem nó như thế nào. Nghe bảo là chủ hạc đã đập vài hòm rồi nhưng không ra. Cái này thì đập thì một là ra vĩnh viễn, hai là ngày thôi chứ không có mảnh nha. Thôi rất là cảm lọ. Ui ôi, toàn ngày này. Đừng nói là không cộng rốn nhỉ. Để mình xem không cộng rốn sắp mặt à. Rồi. À ngày thì nó sẽ xếp dưới. Ui vãi không cộng rốn. Mày đùa bố à. Vâng, không cộng rốn mà. Hiện tại thì rác nó nằm đầy kho đồ của mình rồi. Không thể đeo nó đi được. Khổ nạn là đây. Chúng ta sẽ cùng mở tiếp nha. Rồi 30 hòm. Không được thì đúng là em cũng bó tay. Một hòm tương đương với này 199 kim cương. Thì hiện tại mình mất tầm gần 6.000 kim cương mình mới mua được cái đóng hòm này. Rất là dã man. Rồi một ngày nữa. Vãi cả rồi. Tầm 6.000 kim cương là anh em cũng biết là nó chát như nào à. Ui ôi. Nát nát thế này. Ừ, cái định mới cắm ấy nhở. Rồi 10 hòm đầu tiên mà chúng ta không được cái mắm gì hết. Vào thử mồi bằng cái này thử xem có biết là có chuẩn xác không nhở. Mình chưa bao giờ mở hòm mà mồi cái này bao giờ. Khô lời. Đấy, NST sẽ đầu người đầu tiên làm như thế này. Người ta quay vòng người ta mới mồi như thế này thôi, chứ tôi mở hòm tôi cũng qua mồi như thế này. Dị VL. Nhân vật Fox. Rồi đập một phát 90 rồi qua quay tiếp đi. Qua mở tiếp đi. 20 game này. Trời ơi lưu đạn kit 30 ngày. VL. Ôi. Có tận 1 ngày nhỉ. 1 với 3 ngày y một lũ luôn, 7 ngày đâu. Trời ơi. Không có 7 ngày. VL. Tốn tận là 199 kim cương, 200 kim cương mà toàn đồ ngày như thế này chết. Và tổng quát thì tầm 6.000 kim cương. Ôi, một cảm giác thật là khám lọ. 24 giờ. Hay nổi. Và thực sự thì nó rất là khám em ạ. Mẹ biết như thế nào. Thôi tôi xin mở hết luôn. Éo mồi nhá.
Nói sao bây giờ? Trách mình thôi. Anh em đoán là nó có ra không ạ? Tôi nghĩ là nó sẽ ra đấy. Có cái định mệnh. Tôi tin vào nó. Cho dù đây là hòm, những hòm cuối cùng. Ôi dồi ôi, 6.000 kim cương của tôi. Vơ lơ. Sorry chủ ạ nhá. Sorry bạn rất là nhiều. Thế mèo nào. Nát rồi bạn ơi. Tốn tiền mà đéo có. Đéo có súng bắn. Có nhưng y một đóng ở trong trong rương luôn. Ủa ôi, thôi. Tôi sợ lắm rồi anh em, tốt nhất đừng có mua nhá. Vãi nổi, 6.000 kim cương không ra một cái. Vãi thật. Không ra một cái vĩnh viễn nào hết. Và đồ ngày thì nó chất đóng trong nhà luôn. Tởm thật. Cái này mà ép đạn thì thôi rồi. Vãi thật. Xin nói lời chia buồn với chủ ạ. 6.000 kim cương của bạn đã ra đi. Rồi ép đạn thì thôi rồi. Cây này thì ép đạn. Thì ép được có 5 khẩu thôi anh em ạ. Nhiều như thế này ép nằm thao cho hết bây giờ. Anh nhìn chúng VIP nhiều vãi. Tởm lợm luôn. Đấy kéo mấy màn hình ra. Ui ôi nhiều vãi. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này. Trời ơi 6 màn hình luôn. VL. Mình sẽ ra mua thêm ấy chứ nhầm, mình sẽ vào và thoát ra mua thêm một cái nữa xem nó như thế nào. Cái gì mấy 6.000 kim cương, đùa bố à? Ôi thì chủ hạc bảo chưa cho ổng lại còn là 400 kim cương, không biết là chưa lại làm gì đấy. Nếu mà ổng thiếu thì lát thì mình sẽ nạp tiền vào cho. Bây giờ thì mình sẽ mua thêm một mảnh nữa xem như thế nào. Cái gì mấy khắm lọ tôi, đùa bố à? Chúng mày lại đùa tao rồi. Mở dương, một là nở hoa, hai là mở tiếp. Đờ mờ. Úi dồi. Tiếp. Bố mở hết luôn. Điên máu rồi em ạ. Một khi máu đã lên thì mình sẽ mở hết. Lát thì mình sẽ nạp tiền lại cho chủ ạ. Chủ ạ bảo là chừa cho nó 400 kim cương. Mà lát mua hết rồi thì phải nạp tiền lại thôi. Kệ đi. Dù sao mình dân chơi mà. Không sợ mưa rơi. Tao sợ chúng mày quá cơ. Tao sợ chúng mày quá. Bây giờ anh em nghĩ ra không ạ? Má vờ lờ thật. Ủa. Đờ mờ. Mình nghĩ là không bao giờ ra rồi. Anh em đừng có mua cho mệt. Cái này chỉ có chứa đồ ngày thôi, chứ không có chứa đồ vĩnh viễn đâu. Thôi mình sẽ kết thúc clip tại đây thôi. Khám lọ, lát thì mình sẽ nạp bao nhiêu ta? Nạp tầm 45.000 là sẽ có vào đây. Ủa mình nạp như thế này tốn quá. Nạp bằng thẻ thì nó sẽ bớt hơn. Nhưng kệ, mình lười nạp thẻ lắm. Ôi chà, mình sẽ kết thúc clip này thôi. Không thì mình sẽ vào test một trận M4 Morbid xem như thế nào. Mà nó khắm lọ như thế này. Mình không biết là nó ngon ở cái điểm nào đây nữa. Chắc là nó mới thôi chứ nó ngon thì mình không biết là ngon những cái điểm nào. Ép tận 5 khẩu. Đâu rồi, chúng ta sẽ cùng vào chế độ đấu đơn. Ok, chúng ta sẽ vào test xem như nào mà tốn tận hơn gần 6.500 kim cương, 32 hòm. Tại sao không ra được cái khẩu vĩnh viễn? Quá là chát, chua chát cho một khẩu VIP. Trời ơi, cái gì đây? Từ từ xem nào. Sáng ra chưa bắn nhiều nên tay chân nó hơi loạn quạng, anh em cũng thông cảm nha. Nãy giờ đập hòm nhiều quá, bây giờ nó run. Ê mèo nào. Cái định mệnh gì đấy? Cầm cung vào đây làm cái gì? Ở đây thì cầm M4 AK các kiểu mà sấy thôi. Cầm cung vào đây thì ăn hình sấp mặt lờ à? Ở đây toàn hồi sinh linh tinh. Mình sợ nhất cái chế độ này. Vào toàn bị hồi sinh phía sau. Rồi đã thế gặp toàn bro. Bắn méo lại. Sấp mặt lờ. Sao đây không gặp thằng nào nữa đấy? Đúng rồi. Méo gặp thằng nào?
Vãi nồi. Ở cái điện mới. Chơi móc thế à? Đâu rồi? Trời ơi thằng móc. Ôi bố mày hồi xin. Không mất máu đâu, bắn làm gì cho mệt. Đây đây đây, con hàng ngon. Ngon nghẻ đi rồi. Ôi, chỗ này móc hàng rồi đúng là tuyệt vời. Ôi hên thôi đấy, hên thôi. Mà xui xui thì toàn bị móc. Đấy, bà Z AWM cầm vào đây làm cái gì? Chơi mà chơi slip thì chịu rồi. Ui, lỡ tay. Một pha loạn quạng. À, trời ơi, ham cười. Mệnh tự dưng mất hai con hàng. Rồi ăn được một con. Tiếc quá, pha đấy mình nhanh tay tí nữa ăn được hai con. Trận này bắn thì cười nhiều hơn là bắn. Rồi, phải bình tĩnh. Bình tĩnh em ạ. Một cái điện mới. Ôi. Ra hiến mạng. Hiến mạng em nó luôn ạ. Cạn lời. Đúng rồi. Ảo loi á. Trời ơi. Đục tường. Ôi. Ôi đục chất lừ luôn em ạ. Không biết là đục kiểu gì mà mình lại đục chết thằng đấy. À thằng này đúng rồi. Cái thằng ăn mình nãy giờ. Phải cho mày nốt cận chiến cơ. Mút cận chiến đi. Không phải thằng khốn ạ. Đúng rồi. Ôi, hàng đâu cứ tua tua ở mồm tôi này. Ôi, thơm quá. Rồi, hàng thằng tiếp theo. Rồi, thằng tiếp theo. Tao lại sợ mày quá cơ. Trời, mục ti nào. Ơ, hay hết mục ti rồi. Khắm thật. Ôi, ta lại thằng này. Phải ăn mình nãy giờ nhá. A hi hi, 18 mạng rồi. Ủa. Ơ, khắm thế nhở. Nhanh. Đừng. Úi dồi ôi. Trời ơi, còn hai mạng nữa, không sao. Còn hai mạng nữa, nhanh thôi mà. Hai mạng, ố 19 rồi kìa. Thằng nào nhanh thế nhở. Vờ lờ. Úi dồi. Cái gì mà chết đầy đường thế này. Trời ơi, tôi đang muộn quá. Rồi pha đấy ra sớm tí nữa để có hàng để ăn. À đây hai con hàng tuyệt vời. Đúng rồi. Ơ cái địt mày. Tiếu con nữa là mình lại lắp vào số kill VL. Rồi, thôi không sao, mình sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem thấy hay thì đừng quên like và subscribe kênh của mình nhá. À, bye bye tất các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye. Rồi, đang làm hay mà tự dưng lại không được mút full kill. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe kênh.